Đây, mới hỏi tài xong nha các bạn, 640. Qua lên đâu này nước không luôn rồi nè. Thì số chở tắt 2, số nước. Ở đây là thường thớ nha các bạn, thường thớ Hồng Ngự Đồng Tháp. 640 thì máy 8045. Piston 100 chặn 4 má nha các bạn, 64 mã lực đó. 640 này thì dòng tua nó nói chung thì 640 đồ 540 đồ 700 đồ dòng tua nó 2500 nha. 2500. Mấy con này thì coi như là huyền thoại rồi, ai cũng biết. Cái mùa này được cái mùa sấy khô nè, mới có cơ hội gặp Fiat nhiều. Giờ tè nè, cái bô inox nãy giờ mình quay mình cũng quên ý. Cái khúc trên này là inox sắn luôn nè, ghê không? Hai con rồi nha các bạn, con 640, con 540, con 540 nó không chạy rồi. Con 540 đâu ngoài đường. Dòng 640 này nhắc tới thì nói chung cái dòng Fiat đi. 60 thì nó góp mặt hơi nhiều với 540. Nhắc tới thì ai cũng phải biết. Máy chạy tè cái hơi xa nghe là biết Fiat liền. Còn cái hơi Kubota thì nó hơi ấm hơn tí xíu, con cái hơi này nhưng mà nó ấm hơn tí xíu. Ghe luôn số nước mà. Sáu bốn mươi này tính tươi đời nó ra thì cũng khoảng 40 bốn mấy năm rồi nha các bạn. 70 mấy đó, sinh năm 70 mấy đó, 70 bảy mấy á. Không, hai cái đèn trời sáng á. Giờ này dần gì không biết. Chế đó. Nhưng mà cái ốp sên đó là ốp nghe đĩa. Rồi, cái máy 8045 đó. Thằng Fiat này thì nó xài máy 8045 không à, nhưng mà nó khác hai số cuối. Piston khác hai số cuối, nên piston nó cũng khác. Ví dụ như thằng này nó 8045 nhưng mà nó không có hai số sau, piston nó vẫn là 100. Còn thằng 8045.06 thì nó có hai số ngoài sau là 0.06, nhưng mà piston cũng 100. Nhưng mà nó nhảy lên 8045.05 thì piston nó là piston 104. Nói chung mỗi một hãng người ta có mỗi một cái có một cách gọi máy, đặt tên cho máy, đặt tên cho động cơ nó khác. Giống như Kubota đọc vô cái động cơ đó là biết ngay cái động cơ đó bao nhiêu dung tích là bao nhiêu lít liền. V3000, V2000, 4000, 5000, 5000 là lên dòng F rồi. Còn Fiat này thì nó 8045.0506 rồi 03 đâu nữa. Rồi 8035.
Fiat này nếu mà nó còn tiếp tục sản xuất mấy cái dòng Fiat, thần Fiat này bảo đảm là đắt hàng lắm, cháy hàng lắm. Cái dòng huyền thoại của nó là dòng 1.300 đó. Xuống mà lũng à. Fiat 610 nó nặng khoảng 2 tấn 4 trở lên nha các bạn. Nó tương đương với con 6.000 Kubota đó. Hai dòng này là hai dòng hợp tác cho nên cái thiết kế với cân nặng với máy nó đều giống hệt nhau à. Nó chỉ khác một điều là thằng Kubota máy nó xài 105. Còn máy này xài bê tông 100 không à. Ví dụ như 540 thì Fiat có 540 thì ba máy bê tông 100 chẵng. Còn thằng 5000 thì ba máy bê tông 105. 6000 thì bốn máy bê tông 105, còn này 640 dù đảo lên rồi là bốn máy là bê tông 100 chẵng. Còn Kubota thì xài 105, còn Fiat này thì xài 100 chẵng. Mâm màu đỏ chói luôn. Khu dần sợ. Fiat này mấy dòng này toàn là đùi chèn nha các bạn. Hình như là từ 800 hay là 850 trở lên là đùi thẳng. 450 này, 460, 640 này, 470 rồi đùi chèn không à. Sao hơn 40 nhìn không ra luôn. Fiat thì 10 ông đã hết 7 ông 8 ông rồi. Tem nó phai lắm, màu phai lắm, dễ phai lắm. Giật mình cu. Tôi mới thầy đưa lên cái tóc nè. Ừ. Anh đang quay mày hỏi. Giật mình liền. Miền Tây TV đó. Nó coi không? Có coi không? Miền Tây TV á. Chiếc ngoài 540 phải không? Chiếc ngoài nhà. Chiếc ngoài nhà không á. Đang lâm cơm người quay mà sao anh chậm tới giật mình trời. Gậy thì tôi hơi dẻo. Được phần nữa rồi đó.
mình sẽ đối đất hơi dẻo thật luôn, ghi vô đồ giạc, vô đồ giạc lướt vô một cái là ẹo liền. Tắt nữa. Chật, không được ngọt máy nha. Đường nó muốn hết dầu nha. Giờ đắp dầu rồi. Không đưa dầu vô liền, đợi tắt máy nữa là xả bọt nữa. Phun nước. Rồi, nguy cơ. Nguy cơ.